Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Vườn Đào Thái Dương. Hôm nay mình có đến thăm một cái vườn đào của một người mới học làm đào. Và người này đã có gặp phải một cái sai lầm rất là phổ biến, thường gặp đối với những người mới trồng đào. Thì trước hết mình cũng phải thành thật xin lỗi khi mà đến ghi hình ở vườn của một người khác, mình lại chỉ ra những cái sai lầm. Thì trước hết là mình phải xin lỗi. Nếu mà nhà vườn này có điều gì thì mình cũng không có ý gì khác cả, ngoài cái việc là học hỏi và rút kinh nghiệm thôi. Thưa các bạn, đi thăm nhiều cái cách làm, nhiều nơi khác nhau thì mình đã bắt gặp rất là nhiều. Gặp những người làm tốt, làm giỏi thì mình sẵn sàng học hỏi, tiếp thu, và mình xem đó là những cái người thầy của mình. Thì đã dạy cho mình những cái cách làm nó tốt hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, đơn giản hơn. Và đặc biệt đối với những người mà làm nó chưa đúng thì từ đây mình cũng đã học hỏi được rất nhiều. Có lẽ những người sẵn sàng làm sai đi để cho mình học hỏi rút kinh nghiệm thì đó là những người thầy vĩ đại rồi. Mình trước hết là xin lỗi nhưng cũng đặc biệt cảm ơn. Bởi vì không ai cũng có thể sẵn sàng làm sai để cho mình rút kinh nghiệm học hỏi được đâu các bạn ạ. Thì mình thấy cái cách làm ở đây nó chưa phù hợp, bởi vì nhìn ở đây tổng thể mình sẽ lùi ra cho các bạn xem, có vẻ nó cũng đã tròn tán và đẹp rồi các bạn ạ, nhưng những cái đào này vào cuối năm theo kinh nghiệm của mình thì nó không mỹ mãn. Khi nhìn kỹ vào ta sẽ thấy đây là cái đào để nguyên gốc và đầu năm đã cắt ở vị trí này ngắn. Và ta thấy bây giờ nhìn kỹ vào trong cành răm nó rất là dày các bạn ạ. Dày thì đồng nghĩa với cái việc là cành lá răm nó sẽ thiếu nắng. Vậy cây sẽ phản ứng theo hai cách khác nhau. Nếu như mà đất tốt thì một số cành sẽ vươn rất dài, và còn một số cành cây sẽ bỏ. Còn nếu đất xấu thì cành dày quá, những cái cành này đói ánh nắng, đói cả dinh dưỡng thì nó sẽ, đây nhìn thấy các bạn thấy vàng lá và có nhiều cành còi cọc hơn. Thì có lẽ cây đào này là cái trường hợp thứ hai, có nhiều cành còi và ít cành vươn mạnh, bởi vì đất này cũng không phải thực sự là quá tốt. Hơn nữa nó cũng bị sâu đục thân, đục phần thân non tấn công nữa. Như vậy cách làm như thế này là chưa phù hợp. Cuối năm nó sẽ không cho được một cây đào có chất lượng các bạn ạ. Vậy thì hạn chế cái cách mà cành răm nó dày quá như thế này thì có hai cách thôi. Một cái cách mà các nhà vườn làm chuyên nghiệp thì đã làm từ hồi đầu năm, tức là các cái cành răm mới chồi lên, mới ghép lên thì dùng dây uốn hoặc là níu để cho những cành này nó rộng ra phía ngoài, sau đó bấm cái ngọn này ở phía ngoài đi vào những cành răm này, nó lên trên cái cành khung này, nó lên nhiều cành răm. Và do cành nó kéo ra không gian rộng cho nên nó sẽ không dày quá. Nhưng trong trường hợp này thì đã không làm như vậy. Do đó sau khi cắt răm, cây đào này đã cắt răm được 2 lần rồi các bạn ạ. Vị trí thứ nhất ở đây và vị trí thứ hai ở đây. Nó dày quá. Vậy thì bây giờ có còn uốn được không? Thì nếu đã không có ý định uốn từ đầu thì không uốn cũng không sao các bạn. Nhưng bây giờ vẫn phải khắc phục nếu như muốn cho cây đào này có hoa đẹp. Thì cái cách mình vẫn thường làm và cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, đó là tỉa thưa cành các bạn nhé. Với cây đào này thì có lẽ là nếu như là cây đào trên vườn của nhà mình chăm sóc cắt tỉa thì mình sẽ loại bỏ khoảng hơn một nửa số lượng cành răm ở đây, để cho đảm bảo cây đào này nó thưa cành ra. Và sau đó cũng sẽ cắt ngắn răm, bây giờ cũng đã có thể cắt ngắn được rồi, để cho cây đào có hình chóp nón, hình tháp thì nó sẽ có đầy đủ ánh nắng hơn và cây sẽ thoáng. Cuối năm mới cho cái mật độ hoa trên cành răm nhiều được các bạn ạ. Và nhìn ở đây các bạn cũng nhận thấy khoảng cách cây đào trồng thì cũng tương đối là phù hợp rồi. Nhưng đầu năm cắt ngắn cành, nhà vườn này cũng đã tận dụng đất để trồng xen vào những cái cây khác. Đây là những cây, chắc là những cây đậu đen. Thì cũng đã để leo lên cả trên những cây đào.
Nếu như chúng ta muốn có được những cây nào chất lượng cao thì ta không nên làm như vậy các bạn nhé. Tận dụng được một chút, chúng ta có thể thu hoạch thêm được một chút đậu đen. Nhưng những cây đậu đen này nó gây thiệt hại cho những cây đào thì có lẽ theo nhẩm tính của mình, nó sẽ làm giảm giá của cây đào này nhiều hơn là tiền bán đậu đó các bạn. Cho nên ta cũng không nên là tiếc quá, mặc dù nhìn đầu năm nó cũng hơi thưa. Cách bón phân thì nhìn ở đây mình vẫn thấy có những hạt phân chắc là NPK. Bón như vậy thì cũng tốt, đất này cũng không phải là một cái khu vực đất quá tốt nhưng cũng không phải là xấu, cho nên những cây đào này lên cũng tương đối được. Nhưng vấn đề còn lại ở đây đó chính là cắt tỉa làm sao để cho mật độ cành ở trên cây nó phù hợp để cây sẽ cho nhiều hoa, và phải làm quang cỏ ngay. Những cây đậu này bây giờ cũng đã được xem là cỏ rồi các bạn, và khu vực này thì rất là tráng nắng, nếu như chăm sóc phù hợp bây giờ vẫn có thể khắc phục được. Cuối năm những cây đào này sẽ cho hoa rực rỡ đấy các bạn ạ. Nhưng mà nếu cứ để dày quá như thế này thì rõ ràng chất lượng của những cây đào này cũng sẽ không cao, mật độ hoa cũng sẽ ít, trên một cành răm sẽ ít hoa và hoa nó cũng không được khỏe mạnh, to và tươi sắc lắm đâu các bạn ạ. Đấy, đây là một cái có thể nói là một cái sai lầm mà chúng ta cần phải tránh. Sai lầm này nó rất đơn giản thôi và cách khắc phục thì đơn giản. Nhưng nếu các bạn cứ để nguyên như thế này, cứ cắt răm nhiều lần cho đến cuối năm, mặc dù các bạn có cắt, có chăm kỹ đến mấy thì cành răm nó quá dày nó cũng sẽ không đẹp. Đấy, nếu trường hợp vườn của các bạn như thế này thì các bạn sẽ khắc phục ngay, bây giờ vẫn đang còn kịp các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.